Đây là cái phòng bếp này. Này mình có thể nấu ra hàng trăm lần rồi ạ. Đây là tống tống nồi. Nước tự động vào luôn. Đây là hệ thống, cái này là xong là vừa bóng điện rồi hút mùi đấy. Hút mùi, nấu tại đây luôn. Đấy, nước và cho nước vào luôn. Mình tống nước và là mình chế biến nước. Cái hệ thống này là cái này cái chảo không? Cái này cái chảo không? Giống cái chảo nhà mình đó cô. Dạ, đúng rồi, cái chảo. Cái này thì vốn điện lắm. Đây là tại sao vừa rồi mình mới xin cái tổng công ty điện lực Việt Nam đặt hàng cái chảo nó 1500 AVA. Và trong cái đó là chuẩn bị có 200 AVA. Ai chẳng hạn. Có điện lắm. Này thì mời. Đấy, rồi xong là mình nấu ăn xong á. Nấu ăn xong bắt đầu mình di chuyển sang qua cái đường hầm. Wow. Đường hầm xong là có cái thang máy là đi lên cái tầng 1 đấy. Đấy, mọi người vừa đi ra qua là thấy đường bằng bê tông thôi. Nhưng mà dưới này nó có cái đường hầm đây này. Đấy, mình nấu ăn xong mình di chuyển có cái thang máy. Kia là cái thang máy kìa. Nó sẽ vận chuyển lên cái tầng 1 nhà ăn đấy. Hay xong quá. Là mọi người ở đấy là có cái ban chế biến. Chế biến ra cái phòng ăn. Cái bản thiết kế của cái công trình mình là theo người cũng đã kỳ công lắm. Hay ạ. Đây mình cái hệ thống cổ điện như thế này. Ừ. Đây. Và cái này là chùa mình tự làm luôn. Tự làm luôn. Chùa bát cơ khí điện nước của chùa tự làm luôn. À, bên sở điện lực người ta về người ta rất là khen. Nên mình tự làm đấy. Tự làm đấy. Là chưa có chuẩn nào. Đây là cái kho lạnh. Cái kho lạnh này bằng mấy lần xe hơn. Đây kho này là tạm thời khóa. Thế nhưng mà nó để rau củ quả rất là lớn. Đây hai kho. Và kia là cái hệ thống một rác. Rồi xuống tầng 1. Hệ thống thang máy. Thang máy. Đang hoàn thành. Đây là các bồn rửa. Mình cấp nước ở đây không rửa. Rửa thì cứ rửa lần lượt theo quy trình. Được không? Mình trồng cây để nó để sang dưới này còn một tầng nữa.